Các bạn ơi, hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn về cách làm bún chả bằng chảo nhé. Ở đây thì các bạn cần phải chuẩn bị những nguyên liệu và gia vị gì. Sau đây thì mình xin trình bày cách làm cho các bạn xem nhé. Rất đơn giản mà lại thơm ngon đấy ạ. Ở đây thì các bạn cần phải chuẩn bị đó là chả thì đương nhiên là sẽ là bằng chả thịt rồi đúng không ạ? Thì ở đây mình sử dụng thịt lạc vai xay đấy các bạn. Ở đây là lạc vai mình đã xay rồi. Và tiếp đến mình làm dưa góc thì mình sẽ làm bằng su hào và cà rốt các bạn nhé. Mình đã gọt và rửa sạch rồi ạ. Bột canh, đường để mình pha nước chấm đấy ạ. Nước mắm. Và rau sống ăn kèm thì mình sử dụng rau bạc hà, tía tô và xà lách mùi các bạn nhé. Đấy là tùy theo cái sở thích của các bạn ăn muốn rau gì ạ. Còn đây là bún. Đương nhiên bún chả thì phải có chả, có bún đúng không ạ? Bún mình đã cắt ra đĩa. Và cả những cái gia vị để mình tẩm ướp thì đó là chanh, ớt, tỏi để mình pha nước chấm này. Còn hành khô thì mình sẽ cho vào ướp thịt ạ. Thì các bạn biết là đôi khi thì mình ăn một bữa bún chả thoải mái và xả láng thì các bạn nên tự làm ở nhà vừa ngon vừa bổ và vừa kinh tế đúng không ạ? Thì các bạn biết là khi mà các bạn nướng thì các bạn cũng rất là mất thời gian. Nào là vỉ nướng rồi than hoa cũng rất là lích kích. Thì ở đây mình chia sẻ với các bạn về cách làm bằng chảo rán lên các bạn nhé. Thì thịt xay thì mình tẩm ướp có gì thì mình sẽ cho bột canh, tức là gia vị ạ. Gia vị là bằng bột canh. Thì mình chỉ cho thêm một xíu hành thôi. Nếu các bạn muốn ăn ngon nữa thì các bạn có thể là cho thêm một ít cái bột sả ấy, hoặc các bạn có thể là đập dập và băm nhỏ thật nhỏ cái sả ra thì nó rất là thơm ạ. Ở đây thì thôi mình có các bạn nhỏ cũng ăn, thành ra các bạn không thích ăn sả mình cũng không cho. Giờ các bạn cho cái bột sả vào rất là thơm. Thì hành ở đây thì các bạn có thể là thái ngang hoặc các bạn đập dập như thế này, sau đó là mình băm nó nhỏ ra để mình trộn vào cái thịt xay ấy để cho nó thơm. Các bạn biết là thịt lợn thì nó rất là hợp với cả hành khô đúng không ạ? Đấy. Sau khi mà mình đã băm nó nhỏ như thế này rồi thì mình sẽ cho vào thịt để mình ướp. Ở đây các bạn biết là mình cũng chẳng ướp cái gì ngoài thịt, ngoài thịt và thịt mình cho hành vào và gia vị thôi. Gia vị đó là bột canh. Còn nếu các bạn muốn ăn ngon ngọt hơn nữa thì các bạn có thể ướp bằng bột nêm cũng được. Thì ở đây thì thịt nó bản chất rất là ngon rồi và chắc là mình ăn có nước chấm nữa. Cho nên là mình chỉ cần cho xíu bột canh thôi. Và các bạn trộn đều lên nhé. Các bạn trộn đều lên và các bạn ướp ở đó từ 10 đến 15 phút cũng được. Còn không thì các bạn có thể ướp 5 đến 7 phút. Đấy là tùy theo cái thời gian của các bạn có phải chờ đợi hay không ạ. Thế còn trong lúc mình ướp thịt thì mình sẽ đi thái cái su hào này để mình làm dưa góp với các bạn. Tức là về mùa su hào thì các bạn có thể làm su hào. Còn không thì các bạn có thể làm bằng đu đủ xanh cũng rất là ngon. Thực ra thì đu đủ xanh ấy thì ăn nó ngon, nó giòn. Thế nhưng mà đôi khi mà mình ăn thì mình lại thấy nó cứng hơn so với su hào. Ăn su hào rất là mềm và giòn. Đấy thì các bạn có thể thái miếng su hào như thế này để mình làm dưa góp các bạn nhé. Sau khi mà mình đã thái, tức là các bạn có thể sử dụng một củ hay nửa củ, đấy là tùy theo cái sở thích của các bạn ăn nhiều hay ăn ít. Thì ở đây thì mình gọt một củ su hào nhưng mà chắc là mình chỉ làm có một nửa thôi ạ. Bởi vì thực ra thì cái này thì mình ăn kèm vào cho nó ngon ấy. Và đỡ ngấy so với thịt nướng ấy. Đấy thì củ cà rốt thì mình sẽ thái thành những lát mỏng ngang như thế này. Các bạn là trang trí bằng cách là cắt ba cái đường thẳng đấy thì các bạn sẽ thái thành được những bông hoa rất đẹp đúng không ạ? Mình thái thật mỏng. Sau khi mà mình đã thái xong như thế này rồi ấy thì mình trộn đều lên giữa su hào và cà rốt. Sau đó là mình sẽ rắc một thìa bột canh vào, hoặc là các bạn có thể là rắc muối hạt cũng được. Mục đích ở đây là mình làm gì? Mình trộn lên để khi cái gia vị nó sẽ ngấm vào để cho cái đu đủ, cái su hào và cà rốt nó sẽ mềm ra ấy. Thì đấy các bạn ướp ở đó để đi mình đi rán chả. Đấy thì những cái gì cần làm trước là mình sẽ làm trước đúng không ạ?
Ở đây rán chả thì mình sẽ rán thông thường như các bạn thôi. Thì đương nhiên là mình sẽ dùng tay mình lận những viên chả to hay bé, đấy là theo cái sở thích của các bạn. Đấy. Các bạn lặn thành từng viên như thế này để các bạn cho vào này. Các bạn chỉ lặn viên vừa ăn thôi thì nó sẽ vừa, cũng không đừng đừng nên là lặn dày quá các bạn nhé. Lặn dày quá thì thứ nhất là mình rán nó sẽ không được hấp dẫn, mà hai nữa là nó sẽ lâu chín hơn. Thế sau khi mình rán thì các bạn cứ để vàng rồi rồi các bạn lật lên rất là thơm, bởi vì mình bản chất là cái thịt rán rất là thơm rồi, xong đó lại có một xíu hành khô nữa thì các bạn thấy là rất là hấp dẫn. Như mình đây thì mình rất hay làm cái món này cho các bạn nhà mình ăn, các bạn rất thích. Thực ra thì các bạn biết là thịt nướng hay thịt rán thì nó cũng ăn thì đương nhiên là nướng nó có cái mùi khói nướng nó sẽ ngon hơn. Thế nhưng các bạn biết là bây giờ thực ra thì mình thấy là ăn cái đồ nướng ấy nhiều thì nó cũng không tốt. Cho nên là các bạn hãy sử dụng chảo các bạn rán thì không phải than củi gì mà cũng rất là vệ sinh đúng không ạ? Và công đoạn tiếp đến là các bạn đã rán chả xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi để pha cái nước chấm ấy. Thì cái ngon hay không là ở cái nước chấm đấy các bạn ạ. Thì sau khi mà mình rán chả xong thì cái su hào cà rốt này nó ngấm gia vị vào rất là mềm rồi, thì các bạn hãy hãy vắt kiệt và bỏ cái nước này đi, bởi vì trong cái này nó kiểu gì nó cũng ra nước này đấy. Các bạn bỏ cái nước này đi thì cái lượng su hào và cà rốt ăn nó sẽ không bị mặn. Và hai là cái su hào và cà rốt mình làm như vậy cho cái su hào và cà rốt nó ngấm mắm muối rồi rất là mềm và giòn ạ. Chứ đến nơi rồi mình mới pha thì ăn nó sẽ không ngon và nó sẽ bị cứng ạ. Thế thì mình bỏ cái nước cái đi các bạn nhé. Bỏ cái nước mà vừa bóp vào su hào và cà rốt ra ấy. Và mình tiếp đến là mình sẽ đi pha nước chấm này. Thì các bạn biết này, các bạn có thể là cho 2 thìa đường. 2 thìa đường và khoảng 100 ml nước. 4 thìa nước mắm. 4 đến 5 thìa nước mắm ạ. Tùy theo cái nước mắm thì ở đây mình sử dụng cái nước mắm Nam Ngư, nó là cái nước mắm chấm, thành ra là nó rất là nhạt, nên là các bạn cũng pha nó thêm thêm nước mắm một chút. Tức là ở đây thì mình có thể cho các bạn cái công thức pha nước chấm được ngon như thế này nhá. Thì các bạn có thể là cho 100 ml nước lọc thì các bạn cho khoảng 5 thìa nước mắm, thìa lông lông thôi ạ. Thìa mà sâu thì các bạn cũng phải, thì mình sẽ nó chừng khoảng 50 ml nước mắm. 40 thôi ạ. 100 ml nước lọc thì 40 ml nước mắm. Còn cái tỏi ớt thì tùy theo cái sở thích nhà các bạn. Bởi vì là làm cái món này thì đương nhiên là có tỏi và nước chấm thì nó cũng mới ngon ạ, mới thơm ạ. Đấy, chanh thì các bạn có thể là vắt khoảng 2 thìa. 2 thìa nước cốt chanh ạ. Thì còn không thì là bằng bằng lượng là một quả như mình làm đây. Đường các bạn phải chậm, bởi vì là khi pha nước chấm bún chả đấy bao giờ các bạn cũng phải pha nó ngon, nó nhạt đi và cái độ ngọt của nó hơn nhiều so với những cái ăn ăn khi mình thử cái nước chấm ấy, cái độ ngọt nó sẽ nhiều hơn so với cái độ chua và độ mặn đúng không ạ? Thì ăn vào bún nó sẽ rất là vừa. Thì ở đây mình sẽ không áng bằng cái thì nước cốt chanh mà các bạn cứ cho mình một quả chanh vào là sẽ ngon. Và các bạn sẽ lọc bỏ hạt đi. Vì cái hạt chanh này khi mình ăn phải rất là đắng. Đấy, và các bạn quấy cho tan đường. Thì khi các bạn pha này thì các bạn có thể là pha cái đường vào cái nước ấm ấm một chút, nước lọc ấy, ấm ấm một chút thì cho nó tan đường nhanh, sau đó các bạn cho nước mắm và cho tỏi cho chanh vào. Đương nhiên là mình chỉ cần bảo các bạn là pha nước ấm nhé, bạn đừng thêm pha nước nóng quá thì tỏi nó chín mất, mất độ thơm. Kể cả chanh cũng vậy, nhưng nó sẽ có vị đắng. Thế nên là các bạn chỉ cần pha nước ấm thôi. Và sau đó là các bạn cho luôn cái cà rốt vào.
cà rốt su hào đấy, các bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Thế là mình đã chuẩn bị xong một bữa bún chả rồi đấy. Thì các bạn thấy có thơm ngon và hấp dẫn không ạ? Với cái công mình bỏ ra không đáng bao nhiêu, và với cái cách làm rất là đơn giản thì các bạn đã tạo được những cái món bún chả đơn giản tại nhà rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy thì video bún chả bằng chảo của mình đến đây đã xong rồi. Nước chấm bún, rau sống và chả rán rất là thơm ngon và hấp dẫn ấy. Ngon hay không các bạn sẽ ở cách pha nước chấm ấy ạ. Đấy, thì các bạn pha được nước chấm ngon, rau sống ngon và cái chả rán thì